Dạ, Bắc Nông Sản Long An xin chào quý khách hàng ở gần xa. Hôm nay em xin được review một nền đất mặt tiền tiến tránh quốc lộ 50. Đây là em đang đứng trên vòng xây của Tân Kim nha. Đây là vòng xây Tân Kim nè. Cái hướng này mình đi thẳng là về thị trấn Cần Giuộc nha. Cự ly gần, từ cái vòng xây mà đến thị trấn Cần Giuộc á, tầm khoảng chưa được cây số nha. Đó, cái hướng này đi thẳng nha. Còn cái tiếng này á, là tiếng tránh của quốc lộ 50. Đây là mình đi thẳng nè. Còn cái hướng này là về thành phố Hồ Chí Minh nè. Đây, mình đi thẳng là về tới ngã ba Tân Kim á, mình đi thẳng là về cầu Ông Thịnh á, giáp ranh Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh nha. Cự ly gần, tầm khoảng cây số à. Từ vòng xe Tân Kim đến cầu Ông Thịnh á, tầm khoảng cây số. Còn mình đang đứng trên cái trục đường là vòng xe của Tân Kim nha. Còn cái miếng đất của mình giới thiệu á, là nằm tiến tránh quốc lộ 50. Đây mình đi thẳng nè. Đó, mình xin được review cụ thể cho quý khách hàng xem rõ ràng, cụ thể chi tiết hơn. Đây. Rồi bây giờ mình đi thẳng ha, đi thẳng tiến tránh quốc lộ 50, mình review cái nền đất của mình nha. Đó, ở đây mình đi thẳng nè. Thẳng về thị trấn Cần Giuộc nha. Còn đây vòng xe Tân Kim nè. Còn cái hướng này tiến tránh quốc lộ 50 nè. Đất của mình là đất mặt tiền nha. Vòng xây Tân Kim mà kỳ view mà tới đất của mình á là chưa được cây số nha, tầm vài trăm mét à. Ở đây là mình kỳ view mình chạy từ từ cho anh chị cô bác với các hàng xem. Cái tiến tránh quốc lộ 50 này nè, hai bên đường có nhiều nhà xe lắm, gara ô tô nữa. Đất của mình quý khách hàng mua đầu tư xây nhà xưởng, mở gara ô tô là đúng bài luôn. Đó, đây là mình sắp tới đất của mình nè. Đất của mình là nó nằm gần với ngã tư Long Phú nha, Long Phú của Tân Kim nha. Nằm đất của mình nằm gần khu công nghiệp công ty Chinh Lưu của Tân Kim Cần Giuộc nha. Đó là mình tới đất của mình rồi nè. Đó, đất của mình nằm ngay cái hướng gần ngã tư luôn ha. Đất đẹp nha, mặt tiền tiến tránh quốc lộ 50, view đẹp nha. Mình tới đất của mình rồi nè. Đó.
Đây đất của mình nằm tới nằm đây ha. Đây là tuyến tránh quốc lộ 50 nha. Và còn đất của mình là nằm ngay đây nha. À, vị trí này nè. Đó, từ đây tới vòng xe tăng kim á tầm vài trăm mét à. Mình rẽ rẽ trái là về cầu Ông Thình á, Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh á. Mình rẽ phải là về thị trấn Cần Giuộc nha. Còn vị trí đất mình ngầm nằm ngay đây nè, đất mặt tiền nha. Diện tích ngang 8 nha, dài 63. Không, từ cái mí cột từ cái mí bên đây nè ha, qua bên cái gạch bên đây ha, 8 m, chạy dài vô trong kia là 63 m nha. Đất của mình là đẹp nha, view đẹp nha. Cái phía trước của mình là 160 đất vườn nha. Còn cái khúc sau của mình là 300 thổ cư nha, full thổ cư luôn nha. Mình muốn xây gì cũng được, xây xưởng, mở gara ô tô là đúng bài luôn. Không à, miếng đất của mình nằm kế bên là Ton Đông Á luôn. Không đó, ở đây là mình nhìn thấy nè, Ton Đông Á nha. Đó, đất của mình ha, cái phía trước là 160 nha, đất vườn nha, phía sau là 300 thổ cư nha. Đó, ngang 8 m, dài 63 m. Giá bán 11 tỷ nha, 11 tỷ thương lượng nhẹ nha. Đó, còn ở đây là ngã tư nè. Ngã tư này là ngã tư khu phố Long Phú nha. Đó. Ngã tư nè. Mặt tiền quá đẹp luôn. Đó, đây là mình rẽ nè ha. Đây cái ngã tư ha, mình đi thẳng á. Mình đi thẳng là về cảng quốc tế, cảng quốc tế Long An nha. Đó, còn mình rẽ tay trái là mình vô công ty xí nghiệp nè. Đây vô công ty xí nghiệp vài trăm mét là tới ha. Trong đó công ty nhiều lắm nha. Đó, đất của mình là quá đẹp luôn. Miếng này là mua kinh doanh nè, làm nhà xưởng ha, nhà kho ha, mở gara ô tô là đúng bài luôn nha. View đẹp luôn, ngang 8, dài 63. Giá bán 11 tỷ nha, 11 tỷ thương lượng nhà. Xung quanh là nhiều tiện ích luôn ha, gần kế bên ngã tư luôn. Đất mình là không quy hoạch lộ giới gì ha, bao test luôn. Đó, kế bên là ngã tư khu phố Long Phú của Tân Kim Cần Giuộc luôn nha. Gần công ty xí nghiệp luôn. Đó. Quá đẹp luôn. Mình đây mình đi thẳng nè, thẳng về cảng quốc tế Long An. Tầm khoảng 15 cây số á. Đó, còn này mình rẽ trái vô nè, ngã tư nè mình rẽ trái vô công ty nha. Công ty xí nghiệp mà. Đó, đất của mình là quá đẹp luôn, nằm mặt tiền tiến tránh quốc lộ 50 luôn. Đó. Đầu tư ha. Mua đầu tư mở nhà xe, nhà xưởng, nhà kho ha. Mở gara ô tô là ngon lành luôn. Rồi, Bất Động Sản Long An xin kết thúc video tại đây nha. Quý khách hàng, cô bác, anh chị em xem video hay nhớ đừng quên cho một like và đăng ký kênh để có động lực ra nhiều video cho cô bác, anh chị em khách hàng xem. Anh chị nào muốn mua đất, đầu tư, xây nhà, nhà ở, nhà bán, đất vườn, đất lúa, đó, đất thổ cư thì liên hệ bên mình số điện thoại trên màn hình nha. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.